chục tỷ. Ghê thế cơ. Rộng à, ngày xưa nó đường một mình một đường. Mà các đại gia chưa mua ruộng đổ ra. Đấy mua ruộng. Thằng thằng bên cạnh cái vườn cỏ chắc đi ké. Thằng bên cạnh mình dò ké. Cái thằng chính giờ nhìn cây như chính rồi. Trên anh những cái quả mà trên nó phải cao cao tí nữa, gò cao cao. Gò cao tí nữa đẹp. Trên anh những quả đổ nó phải mua vài chục một xào. Xong nắm thuốc có được. Mẹ mua cái chuyện thôn nắm thuốc có được mà. Các bạn em nó làm một quả như vậy không thọ. Nó mua 400 mới bây giờ 2 tỷ 6 triệu bạn. Đấy. Anh tìm cái quả gò thôi. Không có đường mới. Có đường đường. Em nói bán cho ai nhỉ? Bán cho dân đường bán Hà Nội. Anh bảo nhà nó lắp phát camera phát thằng nào vào nó có thấy ở một mình một vương quốc phải chưa không bán có ai không ạ biệt lập thứ này đây anh thứ này cực kỳ hiếm đấy nhưng mà đang thằng bạn nó sau này nó có bằng đô thị ấy nó bảo này nó ở khu nhà nghỉ rồi đấy thì thôi nó ở mày cứ đi sang những con đường nhẹ là đạp thằng cao bánh đường đi trong một chỗ đấy nó mới sinh nhà mình nữa chứ phải đi đá gì ở vậy nhìn nhìn thôi cái miếng đất này đấy. Đứng này bây giờ chắc đéo phải mát mẻ dễ chịu. Đi ra ngồi bên này. Lạnh quá. Sao anh? Lạnh nó muốn hết tay. Anh cũng làm giáo viên của mình à? Không, anh không. Ngày xưa học dốt như con bò, học được con 3 tháng thôi. Nghe học giáo viên. Vâng. Bọn anh lại đi học ở nhà. Tóm lại số anh vất vả. Vâng. Bươn trải. Xong đi học thú y. À. Cái trả lương tài khoản có bao giờ động đến. Đúng rồi.
bọn này nó làm này thì nó hưởng nhưng mà không có phải mất vốn. Đúng rồi. Bọn anh đại lý mất vốn nhiều. Nó chỉ ấy thôi. Bốn là chỉ bốn nước bọt thôi. Môi giới thôi, quả giống như môi giới. Bốn nước bọt thôi. Anh đi tìm đại lý. Anh là phải bỏ tiền ra. Vâng, anh bỏ tiền. Những ông này phải tìm như anh này. Vâng, đúng rồi. Đấy. Bọn anh làm thì tóm lại là làm tận gốc ăn tận ngọn nhưng mà lại tuy nhiên là vất vả hơn. Vất vả hơn, vàng vốn vàng nhiều hơn, đau đầu hơn. Vất vả hơn. Lợi nhuận thì khả năng cao hơn. Vâng. Làm gì đây, làm cưới á? Làm à, làm á. Một phần mười sen mà cũng phải ăn cả ngày. Vâng. Em ơi, sen nó tỉ mấy đấy. Alo. Người đẹp Bình Dương với lại. Vâng, chắc đầu giờ chiều chở. Tí nữa chở rồi anh. Hôm nó bình luận một tuần. Vâng vâng vâng. Sen là gì? À đấy, ok. Cá chết. 50 tỷ sen. Mấy người anh? Anh bốn người. Bốn người anh ngồi đây luôn, đây cho mát này.